Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tô Linh. Thì trước mặt các bạn đây là rất nhiều điện thoại để mình kiểu dạng như mình cày Bitcoin á. Có nhiều lắm nó để đây nhưng mà do kiểu bây giờ hiện tại mình phải nâng cấp thêm, có nghĩa là không còn chỗ để cho sạc điện thoại nữa. Thì đương nhiên mình phải mua thêm cái rất là quan trọng, nó là một cái ổ cắm. Đấy, đơn giản giới thiệu cho anh em ở hộp. Ổ cắm này thì mở hộp nhanh thôi, cái này mình đặt hàng trên Shopee với giá là 183.000, nếu mua ở ngoài thì có vẻ là nó sẽ đắt hơn á, không biết là ngoài đắt hơn hay không, nhưng mà mình mua ở lên Shopee mình cứ tìm cái nào giá rẻ nhất thì mình mua, hãng là rẻ nhất. Mình mở hộp thì khi để nâng cấp lên để mà cấy cái con á thì mình cần phải có điện thoại nhiều nhưng mà không có ổ cắm để cho chạy liên tục thì không được. Mình đặt thêm một con, đó chính là cái con Xiaomi, giống hệt cái con mà mình đang dùng đây. Đấy, trắng có 3 ổ cắm. Đây mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Đây là bóc hộp, mở hộp của Xiaomi. Đấy, bóc siêu của nó. Đây là như siêu. Nhưng cái độ vận chuyển của nó không tốt hay sao. Còn này vận chuyển kém, mình bóc hộp cẩn thận một chút. Ok, đây. Đấy, thì hàng của Xiaomi thì bao giờ cũng thế, đóng gói nguyên siêu như này. Kéo ra mình rất thích đóng gói kiểu của bọn Xiaomi, nó là một đồ rẻ tiền thôi nhưng mà nó chất lượng thì rất là ok. Đấy. Ở đây thì chắc là có đây chiến tài Movie, tức là hàng tàu hết vì Xiaomi nó đến từ Trung Quốc mà. Đấy. Thì cái đặc biệt của cái này nó sử dụng cái ổng ba chấu ra khi đặt đấy, mình có đặt nó thêm để mua thêm được cái chuyển hai đấy, phải đổi chuyển hai này thì mới có thể sử dụng được, về chuẩn cho Việt Nam vẫn mong mình chuyển cái này. Ô, thằng này đừng nói là nó cho mình loại nhầm nhé, xong đút vừa này đừng đùa thế nhé. À đây vừa rồi. Đây phải chuyển như này, thì đây là sách hướng dẫn toàn tiếng khựa không thể hiểu nổi, mà để xem nào, không thể hiểu được. Đây là công tắc nguồn thì hiểu. Đây USB chấm. À đây nó sẽ có thông số, thì với việc USB mình sẽ có là 5V và 2.1 bi 2.1 miliampe. Nó có 3 cổng USB. Thì đây là ba cái cổng USB này, nó sẽ có thông số khác nhau chứ không phải ba cổng USB này giống nhau. Nghĩa là ba cái cổng USB này nó sẽ có thông số khác nhau chứ không phải là, đây là nói luôn này, USB không, mình căn bản là mình không đọc được cái, hay là giống nhau thì mình không đọc được tiếng Trung, nhưng mình nghĩ rằng là ba cổng này nó nghĩ là nó phải để thông số giống nhau ấy nhỉ. Đây ba cổng này thì với cái ổ điện như thế này thì mình có thể sạc lên ba cổng này nữa, cộng với này mình sẽ không cần phải mua thêm củ sạc các bạn hiểu không? Thì bây giờ mình mua thêm củ sạc thì nó sẽ mất rất là nhiều tiền. Đây mình mua củ sạc này nhá, những cái củ sạc này thì mình lại mất thêm một lần tiền, và trong đó mình chỉ cần dây này thôi, dây này để cắm điện thoại và cho nó chạy liên tục. Đây dây này, con này chạy liên tục như vậy để mà cày coin nó rất là tiện luôn. Đấy, bây giờ mình tháo ra để lắp thêm con nữa, vì bây giờ hiện tại mình phải nâng cấp thêm dàn điện thoại ấy. Thì đây đấy, dây thì cực kỳ chắc chắn luôn, anh em có thể nhìn thấy dây con này, dây tải kinh khủng luôn. Nói chung là mình đã tin dùng con này rất lâu rồi, ngon nghẻ, dây rất chắc chắn, và đây là chế độ công tắc cũng rất là tốt. Nhưng mình dùng, nhưng mà cái phiên bản này của mình với cái phiên bản cũ mình thấy hay là do này mình ấy hơn, vì cái này của mình á vẫn có giá với cái cũ ngày xưa mình mua mi. À, mình đang nghi ngờ thằng này lại không không hay là phiên bản mới của dạng này nó ấy, bởi vì cái hàng cũ mình mua xịn thì nó có logo của Mi ở đây, logo rất là sần sờ chứ thứ in bóng, còn thằng này thì sờ không được như thế này, có nghĩa là sờ nó không được cái độ sần của ấy. Không biết là phiên bản mới của Mi nó như thế này hay sao, hay là không phải là của Mi nữa cơ, mình đã đặt là của Xiaomi. Không có Mi, logo cũng không phải là Mi.
mà trong cái đó mình đặt lên cái thằng này là ghi là sạc Xiaomi, thằng này nó gửi nhầm nhầm cho mình rồi. Mi Power Stick, thằng này hình như nó gửi hàng fake cho mình. Đúng chuẩn luôn, thằng này nó gửi hàng fake cho mình rồi. Mình mở ra và cuối cùng nó đây là hàng fake, bởi vì hàng Mi xịn, là để mình so sánh với con Mi Mi mình đang dùng để cho các bạn biết rằng là hàng Mi xịn như thế nào. Tắt nó đi không thì cười với nhau hết. Đấy, tắt đi. Thì đây là hàng fake, mình nghĩ là hàng fake và hàng Mi xịn. Thì đối với Mi thì chỗ này nó sẽ có chìm ở đây. Đây là nó in lỗi dập lên hẳn hoàn toàn. Và có logo của Mi ở đây. Nhưng thằng này thì logo của thằng gì thì mình không biết. Mình không biết là sau này nó có chịu lỗi tải không. Mắc 225W. Chỗ này không có thông số gì. Thiết kế thì nhìn giống nhau, nhưng mà nó không phải là của hàng Mi. Đâm ra các bạn phải cẩn thận khi đặt ở trên ấy này. Nếu như bạn nào mà đặt đúng đó, thì mình sẽ alo lại cho cái thằng này để xem là có thật sự đúng không. Thì tai mobile này, mình sẽ điện lại cái số điện thoại của đây, mình sẽ thử điện để nói chuyện luôn là xem nếu nó gửi cho mình một cái sản phẩm như vậy thì nó sẽ nói gì. Khi mà đặt hàng trên mạng, chính ra đặt hàng trên mạng này rất là nguy hiểm. Mình lại cứ tin tưởng là Shopee là một cái cửa hàng rất là tốt trong cái điều kiện như vậy, nhưng mà hoàn toàn không phải. Khi mở ra nó đã hoàn toàn không phải là Mi, mà đây là sản phẩm này hoàn toàn không phải là Mi. Mình sẽ điện thử hỏi thằng này. Nó là chimi.com chứ không phải xiaomi.com hay là chimi, thì mình sẽ không hình như thằng này là 01 01 1 2 8 8 4. Sao lại số điện thoại thì lạ thế ta, 8 4 2 8 2 2 1 1 6 6 8 8. Chả hiểu số điện thoại này số điện thoại gì lạ. Để gọi điện lại cho này để xem nó sẽ nói gì về sản phẩm của nó gửi cho mình. Không biết là giờ này nó có nhấc máy không. Bạn ơi, bạn là chỗ Tiến Tài Mobile đúng không nhỉ? Mình có đặt một sản phẩm là cái ổ cắm Mi Power của bạn ấy, ổ cắm Xiaomi. Nhưng mà khi mình nhận được thì nó không phải là của hãng sản xuất Xiaomi. Ổ cắm Mi Power Stick. Khi mình đặt trên hàng ấy thì có nó các bạn ghi là đây là ổ cắm của Xiaomi. Nhưng mà khi mình nhận được hàng thì nó không phải là ổ cắm của Xiaomi, nó là của hãng Chimi chứ không phải là Xiaomi. Facebook à? Facebook như thế nào bây giờ? Rồi để mình bố lên Facebook nhé cho các bạn kiểm tra nhé. Bởi vì đối với mình cũng đã đặt rất nhiều Xiaomi rồi thì. Nhưng mà như thế này thì đổi trả được không nhỉ? Đổi lấy đúng cái Xiaomi được không? Ok, bạn nhé. Đấy, để lực cấp thì tôi mình phải đi cho đúng hàng. Thì nếu các bạn kiểm tra không đúng hàng thì tốt nhất là đừng mua, gọi điện lại nó này vớ vẩn kinh khủng. Ok, cảm ơn bạn.